Không nghe Việt Nam, Campuchia giờ mới sáng mắt ra khi Trung Quốc bỗng dừng lật mặt. Quý vị và các bạn thân mến, Sihanoukville, một thị trấn ven biển yên bình ở Campuchia, đã thay da đổi thịt chỉ trong vài năm ngắn ngủi nhờ nguồn vốn đầu tư nước ngoài, trong đó phần lớn từ Trung Quốc. Thế nhưng, đang đà phát triển thần tốc, một quyết định bất ngờ đã biến Sihanoukville thành một thành phố bị lãng quên. Những dự tính bất thành, làn sóng nhập cư ồ ạt, những tệ nạn xã hội bùng nổ khắp nơi, các sòng bạc trái phép mọc lên như nấm đều trở thành một trong những yếu tố hút cạn nguồn lực của nơi này. Nhất là sau khi chính quyền Campuchia ban hành lệnh cấm đánh bạc trực tuyến vào cuối tháng 7 năm ngoái. Hàng nghìn công nhân viên trong các sòng bạc mất việc khiến biểu tình đòi lương trước các casino. Đây là hệ quả làn sóng người Trung Quốc rút dần về nước. Sihanoukville từ con cưng của sáng kiến vành đai và con đường với nguồn vốn khổng lồ rót vào liên tục từ Trung Quốc, duy trì nhờ vào các sòng bài của người Trung. Giờ đây, trở thành một ví dụ minh họa cho thấy kết quả của Phnom Penh nếu bị quốc mẫu Bắc Kinh bỏ rơi. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với Campuchia nếu ngày ấy thực sự tới? Sihanoukville, một thành phố tăng trưởng bùng nổ trong những năm qua nhờ dòng tiền và hoạt động kinh doanh bài bạc của người Trung Quốc, đột ngột đánh mất động lực tăng trưởng. Tận dụng cơ hội từ sáng kiến vành đai và con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình, các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đổ xô đến thành phố duyên hải này vào năm 2016 để triển khai hàng loạt dự án. Bắc Kinh đã cam kết đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ để xây dựng hạ tầng ở Sihanoukville, bao gồm dự án tuyến đường sắt cao tốc trị giá 2 tỷ đô la Mỹ kết nối thành phố này với thủ đô Phnom Penh. Trong khi đó, các công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư vào các đặc khu kinh tế, cảnh biển và nhà máy nhiệt điện than ở Sihanoukville. Các dự án này kéo theo dòng tiền đầu cơ khổng lồ từ Trung Quốc, phần lớn đổ vào các sòng bạc. Tuy nhiên, hồi tháng 8 năm ngoái, Thủ tướng Campuchia Hun Sen bất ngờ thông báo Campuchia sẽ cấm đánh bạc trực tuyến. Đến cuối năm 2019, Campuchia chính thức ban hành luật cấm đánh bạc trực tuyến bắt đầu từ năm 2020. Ông Ben Lee, giám đốc công ty tư vấn thị trường bài bạc iGameX ở Macau ước tính doanh thu của ngành kinh doanh sòng bạc ở Sihanoukville đạt mức 3,5 đến 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, trong đó 90% đến từ đánh bạc trực tuyến. Vị này ước tính trước khi lệnh cấm đánh bạc trực tuyến được đưa ra, có khoảng 200 dịch vụ đánh bạc trực tuyến hoạt động ở Sihanoukville. Các dịch vụ này sử dụng hơn 200.000 lao động, chủ yếu là người Trung Quốc. Theo các quan chức Bộ Lao động Campuchia, trong số 72 sòng bạc ở Sihanoukville, có 4 sòng đang đóng cửa, 23 sòng khác sa thải nhân viên, ảnh hưởng đến hơn 7.000 lao động. Campuchia quyết định cấm đánh bạc trực tuyến dường như là do sức ép từ Bắc Kinh. Cụ thể, nhà chức trách Trung Quốc xem Sihanoukville là nơi đánh bạc an toàn cho giới chơi bạc ở Trung Quốc, một trung tâm của rửa tiền, tội phạm Trung Quốc, đồng thời là tổ chức các vụ lừa đảo qua Internet nhắm vào người Trung Quốc. 100.000 lao động Trung Quốc rời đi. Đối với Campuchia, những tác động sau lệnh cấm đánh bạc trực tuyến mang lại một bài học thấm thía. Phụ thuộc quá nhiều vào tiền Trung Quốc có thể là một canh bạc rủi ro. Chỉ vài tuần sau khi Thủ tướng Hun Sen thông báo quyết định cấm trên, hàng nghìn lao động Trung Quốc rời bỏ Sihanoukville, để lại đằng sau họ những dự án hạ tầng dở dang, các nhà phát triển bất động sản Campuchia kẹt trong nợ nần và hàng loạt doanh nghiệp ngừng hoạt động. Không có con số chính thức thống kê số lao động Trung Quốc tháo chạy khỏi Sihanoukville, nhưng truyền thông Campuchia ước tính con số này là hơn 100.000 người. Cuộc khảo sát gần đây của Liên đoàn các hiệp hội kinh doanh tỉnh Sihanoukville, một tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp Trung Quốc ở tỉnh này, cho thấy người Trung Quốc đang ồ ạt trở về nước. Theo cuộc khảo sát, kể từ tháng 8 năm ngoái, gần 800 nhà hàng của người Trung Quốc ở Sihanoukville đã đóng cửa. Doanh thu trung bình hàng ngày của các nhà hàng Trung Quốc ở đây giảm từ mức 1.500 đô la xuống còn 200 đô la Mỹ. Ngành bất động sản của Sihanoukville cũng hứng một đòn giáng nặng nề, khiến các công nhân xây dựng địa phương đứng trước nguy cơ thất nghiệp. James Hart, giám đốc công ty tư vấn bất động sản CBRE Campuchia cho biết, các dự án bất động sản lớn vẫn được tiếp tục triển khai, nhưng các dự án nhỏ và tầm trung hoặc là thu hẹp quy mô hoặc là ngưng trệ. Ông nói, tác động nặng nề nhất đang diễn ra trên thị trường bất động sản cho thuê ở Sihanoukville, khi giá thuê mặt bằng thương mại giảm 30%
và giá thuê phòng khách sạn giảm đến 50%. Nhiều người dân địa phương đã vay những khoản tiền lớn để đầu tư xây nhà trọ, khách sạn hoặc mở các doanh nghiệp để phục vụ nhu cầu ăn ở, đi lại, mua sắm của lao động Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Kim Hiêng, giám đốc điều hành công ty bất động sản Khmer Real Estate nhận định, những quyết định đầu tư đó mang lại phần thưởng cao nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Matt, một nhân viên xã hội ở Sihanoukville cho biết, anh đã vay tiền để mua căn nhà thứ hai và mua 5 xe hơi loại sang để cho người Trung Quốc thuê. Sau lệnh cấm đánh bạc trực tuyến, không người thuê nào trả lại xe cho anh. Cuối cùng, Matt tìm thấy một chiếc để lại ở bãi đỗ xe ở sân bay và 4 chiếc khác nằm ở các sòng bạc. Anh đã phải bán những chiếc xe này với mức giá giảm 50% và bán cả căn nhà của gia đình để trả nợ. Trong khi đó, Liang Sofana làm nghề giáo viên vay 50% trong số tiền đầu tư 600.000 đô la để xây dựng một khu căn hộ 20 phòng. Một quản lý sòng bạc Trung Quốc đã thuê nó với giá 18.500 đô la một tháng. Nhưng khi Campuchia thông báo lệnh cấm đánh bạc trực tuyến, người này đột ngột bỏ về nước. Không tìm được khách thuê mới, Sofana buộc phải mở các lớp dạy thêm ở khu căn hộ này để kiếm tiền trả nợ. Anh cho biết nhiều người đang khóc ròng vì vay mượn tiền ngân hàng để đầu tư phục vụ nhu cầu của lao động Trung Quốc. Anh dự báo nhiều nhà đầu tư địa phương như anh sẽ phải bán tháo tài sản trong những tháng tới để trả nợ. Cuộc khảo sát của Liên đoàn các Hiệp hội Kinh doanh tỉnh Sihanoukville cho thấy giao dịch cho thuê bất động sản ở địa phương giảm mạnh từ 600 giao dịch xuống 20 giao dịch mỗi ngày sau khi chính phủ Campuchia loan báo cấm đánh bạc trực tuyến hồi tháng 8. Khi được hỏi về tình hình phát triển của tỉnh Sihanoukville hiện nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sakheng thừa nhận nhà chức trách đang đối mặt với tình thế khó khăn. Ông Sakheng cho hay, khi có quá nhiều người Trung Quốc đổ đến thành phố này, chính quyền cảm thấy áp lực và khi họ rời đi, chính quyền cũng chịu áp lực. Giờ đây, chúng tôi đang nỗ lực tìm giải pháp kiểm soát an ninh, trật tự và sự phát triển ở tỉnh này. Các bạn thân mến, kinh tế bùng nổ và lụi tàn chỉ trong vài năm dường như đã làm Sihanoukville mất phương hướng. Trong thời gian qua, chính quyền Sihanoukville đang nỗ lực phục hồi nền kinh tế địa phương, nhưng rõ ràng đây là một cuộc chiến khó khăn và không thể hoàn thành chỉ trong một sớm một chiều. Câu chuyện về Sihanoukville giống như một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của việc phụ thuộc quá nhiều vào một ngành dịch vụ. Chính phủ cần phải đa dạng hóa nền kinh tế, chứ không phải chỉ mải mê những lợi ích ngắn hạn có thể biến mất bất cứ lúc nào. Và dù đầu tư nước ngoài có thể là một động lực tăng trưởng quan trọng, nhưng trên hết, các nhà chức trách cần ưu tiên phát triển bền vững và đảm bảo rằng người dân địa phương sẽ được hưởng lợi từ các sáng kiến kinh tế. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, Campuchia đã trở thành đối tác của Trung Quốc từ lâu. Việc tăng cường quan hệ giữa hai nước được hỗ trợ bởi mối quan hệ cá nhân mật thiết giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Hun Sen. Mối quan hệ này cũng ngày càng bền chặt hơn trước sự cô lập ngày càng tăng từ phương Tây, vốn đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt với các tiêu chuẩn hàng hóa cũng như vấn đề nhân quyền. Một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước là việc Campuchia tham gia tích cực vào sáng kiến vành đai và con đường BRI của Trung Quốc. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới World Bank VKB, kể từ năm 1998, thời điểm ông Samdech Hun Sen trở thành thủ tướng duy nhất, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của Campuchia liên tục được duy trì với mức tăng trưởng trung bình khoảng 6%. Thậm chí trong giai đoạn 2011-2019, tăng trưởng GDP hàng năm là trên 7% cho tới khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Điều này đã giúp Campuchia chính thức trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp vào năm 2016. Thành tích này được cho là nhờ đầu tư vào Campuchia ngày càng tăng. Vốn FDI đạt mức cao nhất mọi thời đại là 14,1% vào năm 2012 và gần đạt mức tương tự một lần nữa vào năm 2020 là 14%. Đáng chú ý, Trung Quốc là nhà đầu tư hàng đầu về vốn FDI đăng ký nhiều nhất vào năm 2021 với tỷ lệ 48,2% trong toàn bộ dòng vốn FDI vào Campuchia. Singapore và Hàn Quốc xếp thứ 2 và thứ 3 với tỷ lệ lần lượt là 8,3% và 8,1% vào năm 2021. Từ năm 2012 đến năm 2017, Trung Quốc đã đầu tư hơn 15 tỷ đô la Mỹ vào Campuchia
vào cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường cao tốc, cảng và sân bay, đồng thời đầu tư thêm 11 tỷ đô la Mỹ vào lĩnh vực năng lượng. Năm 2021, bất chấp tình hình kinh tế ảm đạm do đại dịch COVID-19, Campuchia đã thu hút khoản đầu tư tài sản cố định trị giá 2,32 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc, chiếm 53% tỷ trọng đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á, tăng 67% so với 1,39 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020, theo một báo cáo từ Hội đồng Phát triển Campuchia, CDC. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng Phát triển Campuchia, CDC thông báo đã phê duyệt 113 dự án đầu tư mới và mở rộng với tổng vốn đăng ký khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm nay, trong đó gần 65% đến từ các nhà đầu tư Trung Quốc. Cố lý Campuchia bất ngờ tuyên bố đòi Việt Nam trả lại đảo Phú Quốc. Quý vị thân mến, Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng gần gũi, tình đoàn kết truyền thống giữa những dân tộc anh em, cùng uống nước nguồn từ nhiều con sông chảy từ Tây sang Đông, càng gắn bó hơn trong những năm tháng kề vai sát cánh trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc. Trong quá khứ, Việt Nam từng giúp đỡ Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng và hồi sinh đất nước. Thủ tướng Campuchia Hun Sen từng khẳng định, nếu không có sự giúp đỡ của Việt Nam thì Campuchia không có ngày nay. Ấy vậy mà khi đất nước phát triển, nhiều người dân Campuchia đã dường như quên đi mối ân tình sâu nặng đó. Mới đây, một số chính trị gia đối lập Campuchia đã đồng loạt lên tiếng tuyên bố đòi lại đảo Phú Quốc của Việt Nam. Trong khi đó, tại phiên họp nội các Campuchia, thủ tướng nước này tuyên bố rằng ở thời điểm đó, họ đã bỏ rơi đảo Koh Chan, tức đảo Phú Quốc của Việt Nam, và Campuchia Krom, tức người Khmer ở Nam Bộ, Việt Nam, cho Việt Nam. Tôi không thể đòi lại được. Vậy sự thật đằng sau lời phát biểu của thủ tướng Campuchia là gì? Người dân Campuchia dựa vào đâu mà đòi lại đảo Phú Quốc? Phản ứng của Việt Nam như thế nào trước tình hình này? Câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Quý vị thân mến, cùng với chiêu bài kích động chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, phân biệt chủng tộc, vu cáo Việt Nam chiếm đảo của Trung Quốc, một số chính trị gia đối lập Campuchia còn đưa ra những luận điệu hoang đường, vô căn cứ nhằm lấy lòng một bộ phận cử tri thiếu thông tin để kiếm thêm phiếu bầu trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Cho hề đòi chủ quyền lãnh thổ ở đảo Phú Quốc của Việt Nam mà đại diện Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia CNRP thường xuyên rêu rao là một trong số này. Trả lời trên tờ Phnom Penh Post mới đây, Jim Sovan, phát ngôn viên CNRP, ngang ngược khẳng định đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang của Việt Nam là của Campuchia. Ông này còn lớn tiếng cam kết đảng CNRP của chính trị gia Sam Rainsy sẽ tập trung vào việc đòi Phú Quốc từ người Việt Nam. Thông tin một chút đến quý vị, Vịnh Thái Lan là một biển nửa kín, diện tích khoảng 300.000 km2, giới hạn bởi bờ biển của nước là Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Campuchia. Vịnh thông ra Biển Đông bằng một cửa duy nhất ở phía Nam được giới hạn bởi mũi Cà Mau của Việt Nam và mũi Trengganu của Malaysia, cách nhau chừng 400 km. Trong Vịnh Thái Lan có khoảng 200 đảo, chủ yếu tập trung ở phía Đông Vịnh gần bờ biển. Riêng trong vùng biển giữa Việt Nam và Campuchia có trên 100 đảo như Phú Quốc, quần đảo Thổ Chu, đảo Vai, quần đảo Hải Tặc, đảo Phú Dự, Tiên Mới, v.v. Phần lớn các đảo đều có diện tích nhỏ, trừ đảo Phú Quốc có diện tích khoảng 600 km2, đảo Thổ Chu 10 km2, Phú Dự 25 km2, Hòn Dừa 6 km2, các đảo còn lại có diện tích từ vài trăm mét vuông đến 1-2 km2. Dân cư sống tập trung tại các đảo có nước ngọt, chủ yếu làm nghề trái lưới. Trên đảo Phú Quốc còn có thêm nghề chăn nuôi, trồng cao su, hồ tiêu. Ở các đảo này có đời sống kinh tế riêng, có quá trình phát triển kinh tế xã hội từ hàng trăm năm nay. Đảo Phú Quốc nằm cách bờ biển tỉnh Kampot, Campuchia khoảng 14 hải lý, cách bờ biển tỉnh Kiên Giang của Việt Nam khoảng 25 hải lý. Đảo Phú Quốc có đất đai phì nhiêu, thuận lợi cho trồng trọt, có rừng bao phủ hầu hết diện tích với nhiều loài động thực vật quý hiếm. Bờ biển đảo có những cảnh quan kỳ thú và có những bãi tắm hấp dẫn đối với du khách gần xa. Về dân số, nếu căn cứ vào số liệu thống kê dân số theo từng địa phương của Mặt trận Giải phóng Campuchia Krom tiến hành vào năm 1968, thực hiện trên 21 tỉnh thành của Campuchia Krom và thực hiện phương thức tính 20 năm, thì cho đến tháng 1 năm 2005, dân số người Khmer ước khoảng 14.571.000 người. Dựa trên những dẫn chứng đó, nhiều người Campuchia cho rằng
vùng đất phía nam của Việt Nam, đích danh là Sài Gòn, vốn thuộc về họ. Không chỉ vậy, một bộ phận cư dân mạng Campuchia còn nhắm tới hòn đảo Phú Quốc xinh đẹp và tiến hành bài ca ăn vạ quen thuộc. Đây là một điệp khúc phổ biến, thường xuyên được sử dụng bởi lực lượng đối lập ở Campuchia và tiêu biểu nhất chính là Đảng Cứu Quốc do chính trị gia Sam Rainsy và cựu thượng nghị sĩ trong Quốc hội Campuchia đứng đầu để tưởng nhớ vùng đất Campuchia Krom xấu số. Phía Đảng Cứu Quốc còn cam kết rằng họ sẽ đứng lên đấu tranh và tìm mọi cách để giành lại lãnh thổ cho Campuchia bằng các phương tiện pháp lý, đồng thời cũng tự tin rằng luật pháp quốc tế sẽ ủng hộ đứng về phía họ và yêu cầu chính phủ Việt Nam trao trả lại Sài Gòn và đảo Phú Quốc. Thế nhưng tới ngày nay, tất cả những lịch sử và chứng cứ pháp lý từng được Đảng Cứu Quốc nhắc tới để đòi lại Sài Gòn và hòn đảo Phú Quốc đều không minh bạch và hết sức mơ hồ. Quan điểm cũng như quyết tâm giành lại lãnh thổ của Campuchia của những chính trị gia Khmer đã trở thành trò cười huyền thoại. Nó phản ánh một sự hiểu lầm to lớn về lịch sử dựng nước và giữ nước của một dân tộc. Vậy sự thật đằng sau bước ngoặt lịch sử là gì? Được biết, từ năm 1964 đến năm 1967, chính phủ Vương quốc Campuchia do quốc trưởng Norodom Sihanouk đứng đầu chính thức đề nghị Việt Nam công nhận Campuchia trong đường biên giới hiện tại, cụ thể là đường biên giới trên bản đồ tỷ lệ 1 trên 100.000 của Sở Địa Dư Đông Dương thông dụng trước năm 1954 với 9 điểm sửa đổi, tổng diện tích khoảng 100 km2. Trên biển, phía Campuchia đề nghị các đảo phía Bắc đường do toàn quyền Brevia vạch năm 1939 là thuộc Campuchia, cộng thêm quần đảo Thổ Chu và nhóm phía Nam quần đảo Hải Tặc. Trong năm 1967, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã chính thức công nhận và cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia trong đường biên giới hiện tại. Tuy nhiên, trong công hàm Việt Nam hoàn toàn không có nhắc tới chủ quyền của Campuchia đối với các tỉnh phía Nam của Việt Nam và đảo Phú Quốc. Ngày 27 tháng 12 năm 1985, Việt Nam và Cộng hòa Campuchia đã ký hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia trên cơ sở thỏa thuận năm 1967. Thi hành hiệp ước, hai bên đã tiến hành phân giới trên thực địa và cắm mốc quốc giới từ tháng 4 năm 1986 đến tháng 12 năm 1988 được 207 km trên 1.137 km. Tháng 1 năm 1989, theo đề nghị của phía Campuchia, hai bên tạm dừng việc phân giới cắm mốc. Trên biển, ngày 7 tháng 7 năm 1982, hai chính phủ ký hiệp định thiết lập vùng nước lịch sử chung giữa hai nước và thỏa thuận sẽ thương lượng vào thời gian thích hợp để hoạch định đường biên giới trên biển. Lấy đường gọi là đường Brevia được vạch ra năm 1939 với tính chất là đường hành chính và cảnh sát làm đường phân chia đảo giữa hai nước. Không dừng lại ở những văn bản pháp lý hiện hành mà những dấu mốc lịch sử trong quá khứ cũng chứng minh rằng Việt Nam là chủ nhân của vùng đất này. Những hiện vật tại Bảo tàng Di sản ở Phú Quốc chứng minh cho việc con người đã sinh sống ở đó cách đây 2.500 năm, rất lâu trước khi quốc gia Khmer tồn tại. Đồ gốm tại bảo tàng có từ thời mà người Việt Nam gọi là thời kỳ Ốc Eo, thế kỷ 1 đến 7, cho thấy ít nhất đã có sự hiện diện tiền Khmer trên đảo trong một thời kỳ trước khi đế chế Angkor được thành lập. Các trích dẫn sớm nhất của Campuchia về Koh Chan được tìm thấy trong các tài liệu hoàng gia năm 1615, phản ánh sự phân bổ quyền lực giữa các tổng đốc của các vùng lãnh thổ khác nhau thuộc Vương quốc Khmer. Chúng ta không biết đã có bao nhiêu dân Khmer sống trên đảo cũng như không biết thẩm quyền của các vị vua Khmer đã được phản ánh ra sao trong cuộc sống của những người dân cư trú trên đảo. Cần phải nhắc lại rằng đây là một thời kỳ hỗn loạn của nhà nước Campuchia. Ít nhất 15 vị vua đã thay nhau ngồi trên ngai vàng trong thế kỷ 17. Khoảng năm 1680, một trong những vị vua trên đã trao cho thương gia và nhà thám hiểm Trung Quốc Mạc Cửu quyền thiết lập và phát triển một vùng đất rộng lớn dọc bờ biển không có nhiều nguồn lợi của Campuchia. Mà kết quả là Mạc Cửu đã lập nên Hà Tiên và 6 làng khác thành những trung tâm buôn bán cho những người đồng hương Trung Quốc nhập cư và thương nhân Bồ Đào Nha đến ở. Trong đó có một ngôi làng trên đảo Phú Quốc. Tới năm 1714, trong khi Việt Nam và Campuchia đang bị những kẻ xâm lược Thái bao vây trong một cuộc chiến tranh giành sự thống trị khu vực diễn ra chủ yếu trên đất Campuchia, Mạc Cửu đã thay đổi lòng trung thành và công nhận thẩm quyền của các chúa Nguyễn của Việt Nam. Đổi lại, gia tộc Mạc Cửu được quyền cai quản các vùng đất của mình như một thái ấp và cống nạp cho các chúa Nguyễn đang cai trị miền Nam Việt Nam. Dù có các chúa Nguyễn bảo hộ, vào năm 1717, người Thái đã phá hủy hoàn toàn Hà Tiên của họ Mạc và khiến dân số ở đây giảm xuống. Thị trấn này lại bị cướp phá một lần nữa vào năm 1771.
mặc dù không được sử sách ghi lại, sẽ không ngạc nhiên nếu điều tương tự xảy ra với Koh Chan vì chính sách thông thường của quân đội Thái Lan cho đến khi chiến tranh Thái Việt kết thúc vào năm 1847 là phá hủy những gì mà họ không thể chiếm giữ và ép những cư dân còn sống sót di cư đến Thái Lan hoặc lãnh thổ Campuchia bị Thái chiếm đóng. Ba báo cáo đến từ hòn đảo này ngay trước và sau thời điểm bước vào thế kỷ 19 cho thấy rằng Phú Quốc đã không còn là một hòn đảo của Khmer nữa. Trong những năm 1770, Pierre Pigneux de Behen, trong khi tìm cách mở rộng các hoạt động truyền giáo sau khi tòa nhà của các nhà truyền giáo tại Hà Tiên bị phá hủy, đã thành lập một chủng viện cho những người cải đạo Việt Nam tại Phú Quốc, nơi ông cũng che chở cho Hoàng đế Gia Long trong tương lai. Các mô tả về tòa nhà này chỉ đề cập đến người Việt Nam bản địa trên đảo, chứ không nói đến người Khmer. Một bản tường trình về tuyến đường ven biển từ Việt Nam sang Thái Lan vào năm 1810 của các quan lại cho vua Gia Long mô tả Phú Quốc là có văn phòng hành chính địa phương và các sĩ quan quân đội của người Việt với dân số đông đúc tham gia vào hàng loạt các hoạt động kinh tế. Nhà sử học Việt Nam Nguyễn Đình Đầu đã nghiên cứu các giao dịch đất đai ở Phú Quốc trong thế kỷ 19. Ông chia sẻ rằng ông không tìm thấy bằng chứng về sự hiện diện của người Khmer trong các hồ sơ giao dịch đất đai. Vào thời điểm người Pháp thiết lập thuộc địa Nam Kỳ thì hòn đảo chỉ có dân số khoảng 1.000 người. Người Pháp mang các giống cây mới đến đảo nhưng đến đầu thế kỷ 20 vẫn mới chỉ có khoảng 5.000 cư dân ở đây. Hiện nay, nhờ có công nghiệp và du lịch cung cấp việc làm cho những người mới đến, dân số của Phú Quốc là 85.000 người, chủ yếu là người Việt, dân tộc Kinh. Cuộc tổng điều tra dân số vào năm 1989 cho thấy dân số Khmer trên đảo là khoảng 300, chưa đến 1% dân số đảo. Người Khmer trên đảo ước tính hiện nay có khoảng 200 gia đình Khmer định cư ở đây. Hiện nay, những vùng đất mà cư dân mạng Campuchia muốn đòi lại từ Việt Nam đều là những nơi từng hoang vắng, được dân tộc Việt khai hoang và phát triển. Nhờ có những thành tựu phát triển to lớn trên thị trường quốc tế trong những năm gần đây, nên những khu vực này dần được bạn bè quốc tế biết đến. Vậy nhưng phía cộng đồng người Khmer lại nhiều lần khiến chúng ta cảm thấy thật ngỡ ngàng và bất ngờ về hành động bất chấp đúng sai của họ. Nếu như vào năm 1989, theo báo cáo của Cục Điều tra Dân số Việt Nam trên đảo Phú Quốc cho thấy, người Khmer sinh sống ở đây chỉ khoảng 300 người, chưa đến 1% dân số trên đảo. Vậy mà vào năm 2005, con số này đã lên tới hơn 14 triệu người, gần bằng tổng số dân của Campuchia là 15,14 triệu người vào năm 2013. Đây là minh chứng chứng minh rằng những tài liệu từ trước đến nay của người Khmer Krom hoàn toàn không chính xác. Những yếu tố lịch sử và bằng chứng pháp lý mà họ nhắc tới chỉ là cái lý sự nhất thời. Thực tế là họ không có bất kỳ một chứng cứ nào chứng minh chủ quyền của người Khmer tại Sài Gòn và đảo Phú Quốc để có thể làm cơ sở yêu cầu nhà nước Việt Nam đứng ra xin lỗi và trả lại đất đai. Rốt cuộc thì sự nghiệp đấu tranh giành lại lãnh thổ của một bộ phận nhỏ người Campuchia trong nhiều năm qua chỉ là giấc mơ giữa trưa hè. Nếu như Việt Nam thật sự chiếm đoạt lãnh thổ của Campuchia thì tới ngày hôm nay những chuyện này sớm đã bị đưa lên các tòa án pháp lý quốc tế và bị dư luận chỉ trích. Thay vào đó, hành động của những người anh hùng bàn phím này được coi là vụ lợi cho bản thân nhằm huy động hướng dư luận chống lại Việt Nam. Nếu như hòn đảo Phú Quốc không thu hút được nhiều khách du lịch và Sài Gòn không được thế giới biết tới với sự xa hoa, hiện đại, thì những người này liệu có muốn giành lấy? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Việt Nam và Campuchia đã trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử và chắc chắn cả hai nước không thể tách rời nhau trong tương lai. Không có một quốc gia nào lại mong muốn phải đối đầu với láng giềng của mình. Thêm một người bạn là thêm một phần sức mạnh trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Từ những vấn đề đang đặt ra cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia, cũng như phân tích một số nguyên nhân được coi là cốt lõi nhất của vấn đề, chương trình xin kiến nghị một số giải pháp để duy trì và củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Campuchia trong tình hình hiện nay. Thứ nhất, chúng ta phải song phẳng với lịch sử, rút ra được bài học cho mình trong quan hệ bang giao. Những câu chuyện của quá khứ có đúng, có sai, có tốt, có xấu phải được nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan, trung thực, cầu thị. Phải dựa trên cơ sở của những nguyên tắc của luật pháp và thực tiễn quốc tế thích hợp cho từng thời kỳ lịch sử nhất định, với mục đích rút ra những bài học quý giá nhằm tránh lặp lại những khúc quanh của lịch sử. Thay vì im lặng hay né tránh, các cơ quan chức năng, các nhà nghiên cứu cần vào cuộc trao đổi, đối thoại những vấn đề nóng mà hai bên, dư luận hai nước quan tâm. Chỉ có đối thoại mới thu hẹp được bất đồng. Thứ hai, thực tiễn đời sống chính trị thế giới đã phát triển nhanh chóng. Thời kỳ chia phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa đã qua lâu. Thay vào đó là xu thế hòa bình, hội nhập và phát triển. Tình đồng chí anh em ngày trước cần được chuyển đổi thành quan hệ đối tác chân thành, tin cậy, hợp tác cùng có lợi.
Điều này đã được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định trong hội nghị ngoại giao lần thứ 29 rằng lợi ích quốc gia dân tộc kết hợp với luật pháp quốc tế là nền tảng của các hoạt động đối ngoại. Tuy nhiên, hy vọng rằng chủ trương ấy cần nhanh chóng được cụ thể hóa thành hành động thiết thực, cụ thể bằng việc tập trung chỉ đạo để sớm kết thúc đàm phán phân giới cắm mốc biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Campuchia tại những điểm còn tồn đọng, những điểm còn có ý kiến khác nhau do cả hai bên chưa đủ tài liệu pháp lý chứng minh và thuyết phục được nhau. Chúng ta nên tính đến phương án thực tế và công bằng theo thực tiễn luật pháp quốc tế. Một đường biên giới hòa bình hữu nghị và ổn định lâu dài cho cả hai nước quan trọng hơn rất nhiều so với lập trường cứng nhắc, duy ý chí, cố tình bảo vệ những gì không đủ căn cứ pháp lý. Làm sao tránh để lặp lại những bài học phải trả giá bằng máu và nước mắt của đồng bào, chiến sĩ nơi biên cương, chỉ vì để bảo vệ khu vực biên giới chưa đủ cơ sở pháp lý rõ ràng, khách quan để chứng minh nơi đó là đất của mình hay không phải là đất của mình. Thác Bản Dốc, khu vực hữu nghị quan, bãi Tục Lãm là những bài học bổ ích cho những ai đang đảm nhiệm trọng trách này. Muốn làm được điều này không chỉ đòi hỏi sự dũng cảm thượng tôn pháp luật mà còn phải vượt qua những lợi ích cục bộ địa phương, bộ ngành mà đặt lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc lên trên hết. Thứ ba, cần trao đổi thẳng thắn, đối thoại công khai cùng với chính phủ Campuchia, làm rõ những bất đồng và giải pháp, tránh để các thế lực chính trị lợi dụng chống phá biên giới giữa hai nước cũng như quan hệ giữa hai nước. Thứ tư, với những vấn đề liên quan đến lợi ích hai bên cần có sự chiếu cố thỏa đáng đến nhau, ví dụ cách ứng xử trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Chúng ta không thể có nhiều tiền để giúp bạn như Trung Quốc, cũng không thể ép buộc bạn phải hoàn toàn theo quan điểm của ta. Cái chúng ta cần là làm hợp tác song phẳng cùng có lợi. Do đó, nếu không thuyết phục được bạn trong một số vấn đề như Biển Đông tại ASEAN thì phải tìm cách khác, không nên đẩy Campuchia xa chúng ta thêm. Thưa quý vị, và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.